Hello anh em nhá. Hôm nay là thứ sáu, ngày 20 tháng 10 thì hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, thì tôi chúc tất cả các cô dì chú bác có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, sức khỏe trong cuộc sống nhá. Thì đầu tiên là hôm nay là sẽ có event mới, vẫn trong chuỗi cái sự kiện là event Halloween anh em nhá. Thì đầu tiên là Path of Glory. Thì nhiệm vụ này yêu cầu nâng con tướng mới Midday Maiden. Thì tôi sẽ nói qua con tướng này một chút nhé. Thì con tướng này về công của nó thì bình thường, không phải lắm. Nó là đam 2 mục tiêu, mỗi mục tiêu 311 đam. Và nếu mà cả hai con đều có mana thì burn cái mana của con cao thành con thấp. Còn nếu mà một con cao và một con chưa có mana thì hai con sẽ không còn mana. Đó, nó lợi ở chỗ đấy, nhưng mà tuy nhiên thì cái đam của công của con này nó hơi thấp anh em ạ. Thì con này đi thủ sẽ lợi hơn. Con này thủ sẽ là gây 248 đam, mà khi cả hai con đều có mana thì trừ cái con mana cao thì con mana thấp. Còn nếu mà một con không có mana mà con 500 mana thì cả hai con sẽ về không. Khi con này sống thì Midnight Maiden nó sẽ sở hữu, bởi vì một cái Sun Spirit. Khi con Midnight Maiden chết thì cái hiệu ứng Sun Spirit nó sẽ sở hữu lên cái con đồng minh có nhiều máu nhất trong 3 round. Nếu mà cái đồng minh đó mà vẫn sống trong 3 round tiếp thì Midnight Maiden sẽ được hồi sinh với 25% máu, và Sun Spirit sẽ biến trở lại con Maiden. Cái skill này sẽ chỉ được dùng một lần mỗi ván đấu thôi anh em nhé. Thì nếu mà con này hồi sinh rồi thì mình mà có dây mana hoặc là có passive hồi sinh thì cực kỳ khỏe đấy. Và mỗi round thì con này sẽ di chuyển được đến một vị trí khác nhau ở team thủ và bỏ qua mọi cái vật cản khi di chuyển. Đó. Tiếp theo là về phần đây tôi sẽ vào đây tôi nói qua một chút về dây chuyền và artifact con này nhé. Ở đây là artifact của nó, anh em có thể thấy ba dòng này đều là team thủ cả. Tức là sao? Tức là con này chỉ phù hợp với đánh thủ thôi, còn công con này thì yếu. Tôi thì không thích con này, tôi thì thích team công nên là con này tôi cũng sẽ không ưu tiên lắm. Khi ở team thủ thì khi liên kết với đồng minh, cái phòng thủ con này sẽ được tăng 25% trong vòng 3 vòng. Lên upgrade lên sao đỏ thì khi ở team thủ, khi được phục sinh bởi Midnight Maiden, cái đồng minh mà lúc trước sở hữu sẽ được tăng 600 máu. Rồi, còn cái cuối là mỗi một vòng khi con Midnight Maiden chết, cô ấy sẽ tạo ra một cái rune xấu trong vòng 3 nhân 3. Khi mà con hero sở hữu sẽ được hồi 67 ra mỗi cái rune xấu này. Hay phết. Nói chung là con này nó thiên về hồi phục này, và hiệu ứng xấu nhiều hơn. Con này về team thủ cũng khá là hay, khi mà không giết chết xong thì vài tuần sau nó được hồi sinh lại, khá là khó chịu đấy. Con này team thủ là khá là lợi. Rồi tiếp theo là đến bộ đồ, set đồ cho con bí anh em nhé. Ở đây là artifact cho bí, thì đầu tiên là con Raven Curse có thể hồi phục Vampire Base Healing, tức là máu hồi máu tự thân ấy. Ví dụ như trước nó không thể hút máu được những con như kiểu Batiste hay Apaku, thì bây giờ nó có thể hồi máu được từ những con đó. Khi con này sống thì hiệu hồi máu của đối thủ mà không có skill Raven Curse sẽ bị giảm đi 15%. Tức là nếu mà không có skill con bí này ấy, thì đối thủ sẽ chỉ hồi được 85% thôi. Còn nếu mà có skill con bí thì người ta chỉ hồi được 10% thôi, tại vì skill con bí hút 90% máu mà anh em. Còn cuối cùng là tăng thời gian của Raven Curse, cái ứng hút máu của skill lên 1 round. Rồi cái lần này thì buff con bí khá là nhiều đấy. Con bí lần này có set đồ thì
đánh cái hệ mục sư bỏ qua thủ tối đa là 25% thủ anh em nhé. Con này bí búp khá là nhiều đấy, bí gần như là counter trực tiếp những con hệ mục sư. Ở đây là dây chuyền con Mid Maiden, khi ở team thủ thì có 1,25% cơ hội không bị chịu sát thương. Đối với cái con mà con hero mà ràng buộc bởi cái Sun Spirit, có nghĩa là con này giống như liên kết, ví dụ anh em chơi liên minh anh em biết con Kalista không? Nó liên kết với một con support chẳng hạn, thì con này nó sẽ liên kết với một con kia và có cơ hội là con cái hero mà support ấy thì sẽ không bị nhận đam. Mỗi vòng đầu tiên diễn ra, mỗi cái vòng đấy start ở background, tức là mỗi vòng của bàn đấu diễn ra khá là khỏe đấy. Tôi đánh giá con Mid Maiden ở team thủ khỏe đấy em nhé, không phải yếu đâu, con này hữu dụng đa dụng đấy. Rồi tôi đã điểm qua về dây chuyền và artifact của con Mid Maiden rồi. Ở đây thì kho đồ này thì anh em vẫn ưu tiên gian sâu thôi, tại vì gian sâu khá là khó kiếm, anh em nào mới chơi thì mua sách nhé. Còn anh em mà nhiều cái mặt trời quá thì có thể mua cái gói này, gói này thì có mũ này, có gian sâu này. Như bây giờ tôi sẽ chỉ tập trung vào gian sâu, tại vì bây giờ mũ mảnh ngôn thì có thể farm được rồi. Còn anh em nào nạp thì có thể lấy cái át cam này đó. Rồi mấy cái hòm đồ ở dưới đều khá là nhiều đồ. Ở đây thì cũng không có gì mới, nói chung free thì anh em có thể mua được ba cái hòm gian sâu này với cả hai cái hòm medium chest này, tổng cộng là 5 hòm gian sâu nhá. Nó rơi vào khoảng 12.500 gian sâu, tôi tính là được. Tại vì mấy hôm sau còn có một vài nhiệm vụ nữa. Anh em chú ý là cái nhiệm vụ Outwork này thì cái nhiệm vụ số 5 này đang bị lỗi nhá, đang đợi fix một chút thì chắc là hôm sau chơi được thôi. Cái Magic Cauldron này thì đợi vài hôm nữa nó sẽ ra, tại vì nó liên quan đến con tướng tím mới. Nói qua một chút về con tướng tím mới anh em nhé. Con Square Ground này, con này bộ skill của nó là tạo ra một cái shadow gần gần cái đối thủ, mà khi con shadow chết thì gây 230 dam trong một cái vùng 5x5 và bỏ qua thủ 20% trong 4 vòng, khá là khỏe đấy. Và cái đam của con này sẽ tăng lên 10% mỗi khi con tím, nghĩa là anh em chơi 5 con tím thì tăng được 50%. Và khi shadow ở trên bàn đấu thì nếu mà nó chết thì cái shadow mới sẽ lại xuất hiện. Con này thì thiên về công hơn, con này tại công trừ thủ. Mấy cái set đồ này là set đồ của con Scare Crown này, là khi con này chết thì gây đâu khi mà chết cái hình nộm mà chết thì gây thêm 9% sát thương đối thủ và 5% sát thương lên hệ lai, tức là con này gần như cao tới trực tiếp hệ lai đó. Rồi mấy đồ sau đang bị lỗi thì anh em đợi cái bản update tới thì nó sẽ sửa nhé. Còn đây là quét quét hôm nay thì có mấy cái đồ này thôi, cái mặt trời này để mua đồ này, cái này giống như tôi cũng chả biết cái gì trong những cái lúa, cái này mở ra cái lúa thì được 5 cái bồ cào này đó. Còn cái ngọn đuốc này thì event sau, cái mặt trời này thì để mua đồ này. Bốn cái nhiệm vụ này thì đều khoai cả, đều phải nạp, có mỗi cái nhiệm vụ đầu là anh em free được thôi. Cái mặt trời này ở đây free thì được 150 anh em nha, thì tôi được cả 115 rồi. Ở đây thì cũng đào ra các map thôi, nó cũng tương tự như là anh em đi các event trước ấy, event cá mập thì cũng mở map để hoàn thành thôi. Ở đây mở ra đồ, nếu mà anh em ra được cái hình cành cây ấy, thì sẽ được ra map mới, chắc là nó đang bị lỗi một chút, chắc đợi hôm sau tính sau anh em nhé. Đây là tìm thì ở đây mấy cái set đồ nó. Để hôm sau thì xem nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây event nạp thôi, cái này mở ra thì được cái hình nộm, không có gì cả. Cái nhiệm vụ Following the Wind này thì ở đây đổi ra được bí với cả cục xăm, thì tôi vẫn ưu tiên cục xăm, tại bí thì tôi đủ lên 10 rồi.
nhiệm vụ nào, skill contest thì hôm nay vẫn là Abuto anh em cố gắng hoàn thành nhá. Tôi cũng xong được một vòng rồi. Nhiệm vụ mũ với cả Fortune thì tôi vẫn đang hoàn thành. Chắc lần này được 4 vòng mũ và 4 vòng sâu thôi. Mũ thì đang hoàn thành đến vòng cuối rồi. Còn tuần tới nhiệm vụ quận xăm là có Dondigo này, khá là ngon đấy. Và Taven này thì có Rocking. Anh em nào mới chơi thì cố gắng lấy được Rocking nhá. Và bí, bí thì tháng này ra nhiều, tại vì gần đến Halloween rồi mà. Rồi thì trên đây là điểm qua event của tôi một chút. Về hai con tướng mới thì cái con tướng mới màu tím á thì tôi thấy khỏe để đi công, còn con Mid Maiden thì khỏe để đi thủ. Đó, đấy là nhận định chung của tôi. Còn anh em nào mà có ý kiến gì về hai con tướng mới thì đừng ngại ngần chia sẻ ở phía dưới video nha. Chúc anh em một tuần vui vẻ nha. Xin chào.